Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn có biết hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc chính là có được những buổi nhập đàn đêm, số lượng lớn piano cơ, được đội ngũ nhân viên đem vào kho chuẩn bị sẵn sàng phục vụ các bạn. Trong video lần này, mời anh em đi xuống công hàng piano cơ cùng với Minh Phụng Music nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Hiện tại team đang trên đường đến bãi. Lúc này đã 23 giờ khuya nên đường phố xe cộ ít dần, chỉ có những ngọn đèn đường. Và đã đến bãi rồi các bạn ơi. Xe container với bên trong là những kiện hàng piano đang từ từ lăn bánh tiến vào bãi công. Xuống hàng thôi anh em, trời đã khuya nhưng nhiệt huyết vẫn tràn đầy ở chúng mình. Và sau lưng mình chính là công hàng hôm nay. Nào cùng cắt khóa mở kiện thôi. Cửa công được anh Tài mở chậm chậm lần lượt cả hai bên. Và đây những chiếc piano cơ dành cho chính các bạn khách hàng thân thương với mức giá cực kỳ hấp dẫn, được bảo vệ hoàn chỉnh, dây đai quấn nhiều vòng. Xe tải cùng đội nhân viên chuyển đàn lăn bánh tiến vào nối bàn nâng với thùng công. Năm thanh niên đưa chiếc piano đầu tiên vào bàn nâng, hạ xuống và đẩy đàn vào trong tải nhỏ. Nhân viên chỉnh bàn nâng lên cao ngang với thùng công. Đội đem chiếc piano thứ hai qua và đưa đàn vào xe tải. Tiếp tục đến khi đủ số lượng, xe tải đóng thùng, kéo bàn nâng lên và lăn bánh, đem những cây piano sớm nhất cập bến kho hàng công ty. Sau khi xuống đàn tại kho, xe đã quay lại để chuyển tiếp những chuyến hàng piano cơ và đội vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Anh em có nhìn thấy độ hoành tráng trên thùng công này không? Bên trong chính là những chiếc đàn cơ đã được chuẩn bị sẵn ra phía ngoài. Xe tải tiếp tục công việc và đưa đàn vào xe. Mời các bạn quay trở lại với đội xuống hàng hôm nay. Piano cơ được các anh đưa từ công xuống tải nhỏ, giúp công việc được nhanh chóng hơn. Những chiếc ghế piano cao cấp đa dạng mẫu mã được truyền tay nhau để vào xe. Vì thời lượng video khá dài, đồng thời số lượng piano xuống công kỳ này vô cùng lớn nên team phải về kho để chuẩn bị và kiểm tra quy trình đem đàn vào, nên xin hẹn các bạn ở video kỳ tới để theo chân mình xem số lượng lớn piano cơ được vận chuyển vào kho sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nha. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0917686606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.